Chào mọi người quay trở lại với YouTube channel của Steve Nơi Steve nói về các sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng Cũng như những diễn biến thị trường khoán Mỹ trong ngày Ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày 29 tháng 10 Và chúng ta vừa trải qua phiên giao dịch khá là vui vẻ Trên thị trường khoán Mỹ Dành cho các cổ phiếu công nghệ lớn Các cổ phiếu công nghệ lớn là cái nơi xanh duy nhất Trên thị trường ngày hôm nay Kéo chỉ số Nasdaq 100 tiếp tục tăng trưởng Trong khi đó thì S&P 500 Và gần như là toàn bộ thị trường Uh, đều nằm trong màu đỏ hoặc là đi ngang um, Buổi sáng ngày hôm nay thì lo sợ về lãi suất trái phiếu tiếp tục quay trở lại khi mà lợi tức trái phiếu 10 năm qua và tạo đỉnh mới trước khi những cái dữ liệu kinh tế về việc làm và tiêu dùng được công bố. Trong khi đó thì sau 4 phiên đầu giá trái phiếu thất bại ngày hôm qua với hơn 300 tỷ đô la nợ mới được phát hành thì phiên đấu giá trái phiếu 44 tỷ đô của trái phiếu 7 năm ngày hôm nay lại tạo ra một cái sự bất ngờ cực kỳ tích cực cho thị trường nói chung. Vậy trước khi chúng ta đi tiếp và nói về những cái sự thay đổi quan trọng về kinh tế vĩ mô, chính trị hay thậm chí là cấu trúc của thị trường à, thì ship hy vọng mọi người có thể like cái video này ngay lập tức cho ship để mà YouTube có thể recommend video của ship đến với nhiều người hơn. Rồi vậy thì đầu tiên chúng ta cùng nói về những cái dữ liệu kinh tế vĩ mô mà chúng ta nhìn thấy ở đầu buổi sáng ngày hôm nay. Ừ, đầu tiên đó chính là dữ liệu vào buổi đêm ngày hôm qua, ship sẽ đi theo thứ tự thời gian ha. Thì vào buổi đêm ngày hôm qua thì uh, Trung Quốc, chứng khoán Trung Quốc có một cái phiên giao dịch tăng điểm có thể nói là khá là vui vẻ. Uh, khi mà giữ khi mà Reuters, Reuters, cho tin là chính phủ Trung Quốc có thể tung ra đã chuẩn bị những cái sự gói cứu trợ trị giá khoảng tầm 10.000 tỷ yuan tức là 1,4 nghìn tỷ đô la. Đây là gói cứu trợ lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng năm 2008 cho đến bây giờ à, và có cứu trợ toàn bộ cái gói cứu trợ này số tiền này sẽ được sử dụng trong nhiều năm à, thì có thể nói rằng đây là một cái động thái rất là tốt và tạo cho một cái thị trường có một cái niềm tin rằng cái phiên họp tới cái phiên họp tới của thị trường từ ngày 4 đến ngày 8 của ngân hàng trung ương nhật bản và à, xin lỗi ngân hàng trung ương trung quốc và bộ tài chính trung quốc sẽ đưa ra thêm những cái gói cứu trợ mới hơn khi mà những dữ liệu tại thời điểm hiện tại đang cho thấy rằng cái số tiền mà trung quốc đã dành ra khoảng tầm 2.000 tỷ đô la trong thời gian vừa qua chưa có làm thay đổi nhiều về dữ liệu kinh tế tại thời điểm hiện tại thì Trung Quốc mặc dù đã cải thiện hơn nhưng mà cái cái credit impulse tức là cái cơn sốc về tín dụng ở Trung Quốc vẫn đang còn tiếp tục diễn ra à, Nói một cách đơn giản đó là tại thời điểm hiện tại doanh nghiệp vẫn đang rất là khó để có thể tiếp cận được vốn trong khi đó một cái sản phẩm à, dự trữ tài sản lớn nhất của trung quốc của người dân trung quốc à, đó chính là giá cả về nhà đất và giá bất động sản thì vẫn đang tiếp tục trượt dốc à, không chỉ có vậy thì trung quốc cũng đã chuẩn bị đang trong quá trình chuẩn bị cho cái việc đó chính là donald trump có thể chiến thắng trong cuộc đua vào nhà trắng năm nay và điều này đồng nghĩa việc là chiến tranh thương mại vẫn quay sẽ quay lại à, trong bài viết ngày thứ chủ nhật vừa rồi thì linh hà trên việt hustler linh hà còn nói rất là kỹ về tại thời điểm hiện tại cái, cái diễn biến của chiến tranh thương mại tại thời điểm hiện tại à, và cái áp lực đặt lên nền kinh tế trung quốc từ mỹ và châu âu và linh hà chỉ rõ ra một điều đó là tại thời điểm hiện tại mặc dù trump chưa lên làm tổng thống thì thật sự là trung quốc đã và đang chịu rất là nhiều áp lực từ chính quyền của tổng thống joe biden và thậm chí là cả những cái rào cản thuế quan đến từ châu âu à, nên chính vì vậy thì xin nghĩ rằng là con số 10 000 tỷ 10 000 tỷ yuan tức là 1,4 nghìn tỷ đô là một con số mang tính chất khá là dễ hiểu à, lúc và đây sẽ là một cái bản đồ cho thấy cái uh, số lượng đúng không? cho thấy cái số lượng uh, nhà máy ngân hàng và việc làm nói chung là các các công ty mà các công ty phương tây bắt đầu đẩy và kéo ra khỏi Trung Quốc. Ship uh, sẽ nói luôn một điều đó chính là tại thời điểm hiện tại thì không cái quá trình này đã diễn ra trong một khoảng thời gian rồi. Uh, chỉ là cái chiến tranh thương mại nó làm tăng nhanh tốc độ của cái việc việc này diễn ra thôi. Um, sau đó thì uh, vào buổi sáng ngày hôm nay thì các cổ phiếu trung quốc vẫn tiếp tục tăng lên và trước khi mà bắt đầu sụt giảm trở lại trong phiên giờ mỹ um, sau khi cái tin tức của trung quốc thì chúng ta qua đến phiên mỹ thì phiên mỹ mở đầu với cái dữ liệu liên quan đến nhà ở thì buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy dữ liệu của S&P uh, CoreLogic K Shielder, tức là nó một cách đơn giản Đây là cái dữ liệu về giá nhà tại 20 thành phố lớn nhất của nước Mỹ Thì điều này cho thấy rằng tại thời điểm hiện tại thì giá nhà của 20 thành phố lớn này vẫn đang tiếp tục di chuyển tăng một cách uh, rất là tuyệt vời, không vấn đề gì cả uh, Đạt cái mức tăng trưởng theo năm tại thời điểm hiện tại là... Ta cái mức tăng trưởng năm là 5,2% theo năm cao hơn cái mức mong đợi là 4,9% mặc dù thấp hơn cái mức đó chính là 5,9% trước đó. Tuy nhiên có một cái điều đó chính là uh, cái tỷ cái cái số cái mức tăng theo tháng đã chậm lại một cách rất là rõ rệt. Um, điều này cho điều này thật sự, xin nghĩ rằng đứng từ góc độ của ship thì ship nghĩ rằng đây là một cái tín hiệu tốt, không có vấn đề gì cả. Chúng ta vẫn nhìn thấy cái sự tăng trưởng của giá nhà tại các thành phố lớn, uh, mặc dù thì cái tốc độ tăng trưởng nó chậm lại thôi. Um, thì cái báo cáo này tập trung nhiều vào vào chỉ có 20 thành phố lớn, thì các bạn thể nhìn thấy đây là cái sự uh, dịch chuyển. thì cái cái mức tăng trưởng tại thời điểm hiện tại thì vẫn cao nhất là ở New York, Las Vegas và Chicago. trong khi đó mà cái mức gãy nhiều nhất là Denver, Portland và Dallas, chỗ này mình hơi ấy nhưng mà tăng ít nhưng mà giảm cũng ít đúng không? Đó thì đây là một cái báo cáo. Nếu các bạn muốn coi kỹ hơn về cái báo cáo này thì các bạn có thể coi trên uh, Việt Hustler trong cái bài phân tích về thị trường ngày hôm nay. Uh, cái dữ liệu này, ship sẽ nói luôn không có quá là nhiều ảnh hưởng đến thị trường. Uh, tuy nhiên thì ship nghĩ rằng là cái cái việc về sự chậm lại, về sự tăng trưởng chậm lại của giá nhà. Uh, đặc biệt là giá nhà ở residential housing là cái mà chúng ta đã expect từ trước tuy nhiên thì ship vẫn giữ nguyên quan điểm đó ship không nghĩ giá nhà nhà thật sự nó sẽ gãy có thể commercial real estate tức là bất động sản thương mại vẫn sẽ gãy nhưng mà residential thì ship nghĩ là không um, ngày hôm qua thì lãi suất trái phiếu ship uh, xin lỗi lãi suất mortgage đã vượt quá 7,0% và ngày hôm nay với lãi suất trái phiếu tiếp tục đi lên thì có lẽ là chúng ta vẫn sẽ phải chúng ta vẫn cũng sẽ expect kỳ vọng là lãi suất mortgage cũng sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới ít nhất cho đến khi nào lãi suất trái phiếu bắt đầu quay đầu um, sau cái tin tức một trong những cái nho nhỏ, nhỏ mà khi cũng muốn nhắc lại đó là sau cái tin tức về chuyện đó chính là Trung Quốc đưa ra một cái bà Zuka đưa ra một cái gọi là cái 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 đợt mà nới lỏng mạnh nhất từ trước đến giờ từ năm 2008 đến bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy rằng giá vàng cũng tiếp tục tăng và tạo đỉnh mới trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay à, tăng khoảng tầm 1,11% cho đến bây giờ. Rồi, vậy thì sau cái tin tức đó thì thị trường chứng uh, khoán Mỹ bắt đầu mở cửa trong một cái tâm trạng nói chung là trong một cái tâm trạng có thể nói là hơi hơi không vui cho lắm lãi suất trái phiếu vào ngay buổi sáng ngày hôm nay trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa ship sẽ nói là trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa thì đã tá, tiếp tục uh, tăng khoảng tầm một um, trên khắp tất cả các thị trường chứng khoán dài hạn um, một trong cái lý do mà ship sẽ Chip sẽ nói luôn là dù các bạn có có nghĩ thế nào nhưng mà ship chỉ nói đây là mối quan hệ liên quan đến chính trị thôi uh, đó chính là thị trường vẫn đang tiếp tục pricing thêm cái chuyện đó chính là Donald Trump đang giành giành cái thế dành ưu thế trong cuộc đua chạy vào nhà trắng, điều uhm, chúng ta có thể sử dụng cái lãi suất trái phiếu này và cổ phiếu DJT uhm, thì buổi sáng ngày hôm nay cái sau khi mà lãi suất trái phiếu đi lên như thế thì thị trường ngay lập tức là quay đầu và giảm điểm trở lại uhm, trước khi thị trường mở cửa thì sau khi thị trường mở cửa được khoảng tầm 30 phút thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy những cái dữ liệu khác trước khi đi tiếp thì ship ship sẽ phải nói đó là ship đã nhấn mạnh rất là nhiều lần về cái chuyện đó là Uh, lãi suất trái phiếu 10 năm, lãi suất trái phiếu nói chung và đặc biệt là lãi suất trái phiếu 10 năm di chuyển theo cái tỷ lệ thắng của Donald Trump. Uh, tuy nhiên thì Sip nghĩ rằng là cái điều đó là irrational, tức là không phải liên quan gì đến chính trị. Sip chỉ nói về cái chuyện tài chính thôi. Đó là cái chuyện mà uh, lãi suất trái phiếu 10 năm chạy theo cái tỷ lệ thắng của Donald Trump. Sip nghĩ rằng là thị trường đang có Uh, phần hơi irrational trong cái quyết định đó và thậm chí là cả cổ phiếu DJT nữa. Đó, cái này là không không nói gì về chính trị chỉ nói về góc độ về tài chính về cái nhìn về tài chính thôi. Uh, rồi, vậy thì sau khi thị trường mở cửa thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy hai cái dữ liệu có thể nói là khá là quan trọng trong buổi sáng ngày hôm nay. Um, cái dữ liệu đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy đó chính là cái báo cáo về việc làm mở. Um, thì trước thì cái báo cáo việc làm mở này là cái báo cáo cho thấy rằng tại là nước Mỹ có bao nhiêu doanh nghiệp đang cần tuyển dụng và cái số lượng việc làm cần tuyển dụng là bao nhiêu thì có thể nói rằng tại thời điểm hiện tại thị trường đang rất là cần con số này xấu xích là luôn nhỉ đang rất là cần con số này xấu bởi vì là bây giờ thị trường cái lo sợ cái lo sợ Tôi nghĩ rằng lớn nhất đó chính là về lãi suất trái phiếu đúng không? Thì con số này ra đúng như thị trường mong đợi, thấp hơn dự báo 4,443 triệu việc làm, thấp hơn con số là gần 8 triệu việc làm dự tính và đặc biệt đó chính là cái dữ liệu về tháng 8, cái con số của tháng 8 cũng bị sửa đổi từ 8,04 xuống 7,861 triệu việc làm thì nói chung là đây là một cái sự sụt giảm khá là nhiều Uh, về số lượng việc làm mở nói chung trên toàn bộ nước Mỹ um, Nhưng tuy nhiên thì Sip sẽ nói một điều Và cả cái sửa đổi nữa Và cả cái sửa đổi nói chung Um, tuy nhiên thì sẽ nói luôn một điều đây là dữ liệu về tháng 9 đây là giữa tháng 9 dữ liệu việc làm mở bị delay một tháng đúng không bị chậm lại trong một tháng nên là bây giờ thay vì chúng ta nhận được dữ liệu của tháng 10 chúng ta đang nhìn thấy cái dữ liệu của tháng 9 xa hơn khá là nhiều um, và đặc biệt một điều đó chính là chúng ta nhìn thấy rằng um, cái số lượng việc làm á thì phần lớn cái sự sụt sự giảm của sự, số lượng việc làm nói chung là đến từ chính phủ trong thời gian vừa qua thì um, chính phủ Mỹ đã đăng tuyển rất là nhiều cả chính phủ liên bang lẫn chính phủ tiểu bang nên chính vì thế phần lớn lớn cái sự sụt giảm trong cái báo cáo việc làm mở lần này đến từ việc làm chính phủ uh, bao gồm cả mạng y tế nữa thì mạng y tế thật ra về lý thuyết là cũng chịu nhận được sắp xỉ đai nhận được uh, phần lớn là nhận được cái sự hỗ trợ của chính phủ thì chúng ta có mảng y tế sụt giảm 178.000 việc làm này chúng ta có các chính phủ cấp tiểu bang và cấp thành phố uh, gãy 79.000 việc làm này chúng ta có chính phủ liên bang giảm 28.000 việc làm này và phần lớn cái sự tăng trưởng trong cái thời gian vừa qua chỉ đến từ mảng tài chính, bảo hiểm và đặc biệt đó là mảng xây dựng. Uh, thì ngành xây dựng nói chung có cái mức tăng trưởng là 139 138.000 việc làm mở chỉ trong tháng chín uhm, thì cái con số này, xin sẽ nói luôn một điều, cái con số này là một con số mà thị trường à, vẫn sẽ không có thị trường thật sự là thị trường có để ý nhưng để mà bảo thị trường có một cái phản ứng mạnh với con số này xưa giờ thì xin không nghĩ là như thế. Cái điều đầu tiên đó chính là cái việc cái con số này nó bị delay một tháng. cái cái vấn đề thứ hai nữa là nó không mang tính chất đáng tin cậy. Xếp xếp không nói về cái vấn đề là điều chỉnh sửa đổi hay gì mà xếp chỉ nói một cách đơn giản thôi đó là um, đầu tiên đó chính là một cái doanh nghiệp khi mà có rất là nhiều doanh nghiệp có đăng tuyển việc làm nhưng mà thật sự là không có tuyển dụng đó hoặc là có rất là nhiều việc làm đã tuyển dụng rồi nhưng mà cái đăng tuyển việc làm nó vẫn còn ở đó nên là xin nghĩ rằng là cái con số này có thể nói mang tính chất là nó không có thật sự phản ánh quá nhiều về cái sức khỏe của nền kinh tế tuy nhiên là cái xin nghĩ rằng là cái một trong những cái quan trọng mà nó phản ánh đó là phản ánh về cái nhu cầu uh, về tuyển dụng đấy cũng là một một góc cạnh mà chúng ta nhìn thấy về thị trường việc làm rồi và với cái con số ngày hôm nay thì chúng ta đã kéo cái thị trường việc làm lại tiếp tục trở về đáy thấp nhất kể từ khoảng thời gian câu việc đến bây giờ à, cái tỷ lệ giữa cái người thất nghiệp và việc làm mỡ bây giờ đã trở về mức đó chính là 1.09 à, cái mức thấp nhất kể từ chữ kể từ khoảng thời gian câu việc cho đến bây giờ và thật sự là đã thấp hơn khoảng thời gian trước câu việc rồi tức là tại thời điểm hiện tại chúng ta đang đi thị trường việc làm của nước Mỹ đang đi sâu đang đi sâu hơn vào trong vùng sụt giảm và xin nghĩ rằng là chúng ta đang ở đứng từ góc độ về nhu cầu việc làm nói chung thôi thì chúng ta đang ở ngay sát mấp mé của cái suy thoái Tuy nhiên, xin sẽ nói luôn một điều, đây là dữ liệu tháng 9 trước khi Federal Reserve cắt lãi suất, đúng không? Đây là dữ liệu tháng 9 rồi. Và một trong những cái vấn đề khác mà ship sẽ chắc là ship cũng sẽ rất phải nói đó chính là tại thời điểm hiện tại thì cái báo cáo về việc làm mở này là một trong những cái báo cáo ít tin cậy nhất của uh, Bộ Thống kê Lao động. Cái lý do rất là đơn giản đó là chỉ cái này là một cái khảo sát và chỉ có 33,2% số doanh nghiệp được hỏi và doanh nghiệp và cá nhân được hỏi là có trả lời lại cho bộ lao động thôi điều này đồng nghĩa với việc rằng phần lớn cái con số và cái dữ liệu của bộ thống kê lao động ở trong cái báo cáo này là xích sẽ không nói là made up mà là người ta phải ước tính mà là sẽ là ước tính đó tức là dựa vào những cái con số dựa vào những cái khảo sát câu trả lời của những cái khảo sát khác để đưa ra ước tính hoặc là đánh giá về những cái um, về những cái khảo sát mà không được trả lời, những cái đơn mà không được trả lời, thì đây là một cái điều có thể nói là khá là đáng tiếc khác rất là nhiều so với khoảng thời gian trước câu um, chuyện khi mà con số này rơi vào khoảng tầm 70% mươi nên chính vì thế chúng ta có một cái độ tin cậy rất là lớn về dữ liệu kinh tế. Uh, ship sẽ không ship sẽ nói luôn một điều đó là cái việc mà dữ liệu kinh tế bị sụt giảm về độ tin cậy có nhiều lý do. Một trong những lý do như ship có nói rất là nhiều đó là cái cách sử dụng những cái cách sử dụng những cái điều chỉnh điều chỉnh vụ mùa này, uh, những cái điều chỉnh gọi là bớt debt adjustment này đó tăng giảm đó, thì thì ship sẽ những cái đó là có ship đứng góc độ của ship ship có nói rất là nhiều và ship nghĩ rằng là hoàn toàn có khả năng của yếu tố chính trị hoặc không cái đấy là mình sẽ không có thể biết được nhưng mà nó rõ ràng là nó có những cái điều khó mất không đáng tin cậy tuy nhiên thì một trong những cái lý do khác nữa mà ship nghĩ rằng là một trong những cái vấn đề cực kỳ lớn đó chính là bởi vì bản thân chính các doanh nghiệp khi được hỏi họ không đưa ra họ không trả lời những cái khảo sát này thì đây cũng là một cái lý do khác mà Sip nghĩ rằng là cũng rất là lớn và khó có thể và không biết giải quyết như nào Sip sẽ nói luôn một điều đây là một cái mà khó có thể giải quyết hơn bởi vì chị điều này chỉ xảy ra kể từ sau câu chuyện nên là Sip không biết là không biết là khi một chính quyền mới lên hay là chính phủ mới lên có thể làm bất cứ một cái gì để kéo cái con số này đi lên hay không được. rồi Uh, và một trong những cái khác trong cái báo cáo này nữa ship cũng muốn nhấn mạnh đó chính là cái số lượng uh, sa thải cái số lượng sa thải và cái tỷ lệ bỏ việc tại thời điểm hiện tại uh, đang ở mức cực kỳ thấp tỷ lệ bỏ việc trong trong tháng 9 vừa rồi là rớt về ở khoảng tầm là 1,9% đây là con số thấp nhất kể từ thời điểm năm 2015 cho đến bây giờ tức là nếu các bạn loại bỏ cái khoảng thời gian câu việc đó thì cái con số tỷ lệ bỏ việc này là ở đầu năm 2015 à, điều này đồng nghĩa với việc rằng tại thời điểm hiện tại thị trường việc làm khá là khó khăn nên là nói chung là không có ai dám bỏ việc tại thời điểm hiện tại cả và tất cả mọi người đều có cái năng suất lao động tăng lên đúng không đây là một cái đứng từ góc độ ship ship rằng đây là một cái tín hiệu tốt đó, đây đây là một cái tín hiệu tốt không có gì cả à, thì sau khi cái báo cáo về việc làm mở này đi ra à, thì ngay cái headline cho thấy một cái điều không tốt thì lãi suất trái phiếu ngay lập tức gãy xuống à, và nếu như ai coi stream buổi sáng ngày hôm nay của ship thì sẽ thấy rằng lúc đó là một cái lúc mà tưởng chừng tất cả mọi thứ đều vui vẻ rồi đúng không tuy nhiên ngay lập tức không phải thì cái báo cáo về CP, cái báo cáo tiếp theo được đi ra đó chính là cái dữ liệu về khảo sát lao động. À xin xin lỗi, khảo sát người tiêu dùng. Thì um, như ship có nói rất là nhiều lần chúng ta có hai cái khảo sát của người tiêu dùng, đầu tiên là cái của University of Michigan và cái thứ hai là của Conference Board. Thì cái của University of Michigan tuần trước ra có thể nói là mang tính chất là khá là ổn định. Uh, khá là ổn định và cái báo cáo đó được nhiều người quan tâm hơn. Tuy nhiên thì báo cáo Conference Board này cũng được rất là nhiều người để ý và cái báo cáo này là một là một con báo cáo cực kỳ bất ngờ ship sẽ nói luôn cái báo cáo này khi mà ship uh, refresh và ship nhìn thấy cái dữ liệu á, là ship thậm chí là ship còn phải refresh thêm mấy lần nữa và nếu như bạn nào coi stream buổi sáng ngày hôm nay của ship thì mọi người sẽ thấy rằng thị trường gần như không biết phản ứng như thế nào cả đó bởi vì là con số này là ra là 108,7 so cao hơn rất là nhiều cái mức mong đợi là 99,5 và cao hơn cái mức Um, cái mức thị trường tháng trước là 99,2 và điều này đồng nghĩa với việc rằng cái niềm tin tiêu dùng cái sự tự tin tiêu dùng của người của người dân tăng lên rất là nhiều chứ không phải giảm đi trên 100 thì là tăng trưởng dưới 100 thì là sụt giảm mà đúng không đó tức là mặc dù kể cả con số là 99,9 thì chăng nữa thì điều này đồng nghĩa với việc là cái niềm tin về tiêu dùng cái sự tự tin về tiêu dùng vẫn đi xuống nhưng mà ở đây chúng ta đang nhìn thấy rằng cái sự tự tin và cái tức nói một cách đơn giản cái nhu cầu tiêu dùng của người dân đang tăng và quay trở lại um, và cái báo cáo này có thể nói rằng là một cái báo cáo mà tính chất gọi là blow out report tức là rất rất là bất ngờ nói chung khi mà tất cả các chỉ số thì đều đi lên bao gồm cả cái tự tin tiêu dùng này, cái cảm nhận về tình hình kinh tế tại thời điểm hiện tại này và đặc biệt đó chính là cảm nhận về tình hình kinh tế trong tương lai đều đi lên một cách rất là dữ dội. Uh, và cái mức tăng này là cái mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5 năm 2021 cho đến bây giờ. Nói chung là đây là một cái một cái mức uh, thay đổi thật sự là rất rất là bất ngờ. Uh, và một cái nữa một cái trong cái report này nữa một cái nó mang tính rất là khá là khá là khá là odd mix đúng không? khá là bất ngờ đó là khi mà được hỏi về cái cảm nhận của người dân về thị trường chứng khoán về lãi suất về về thị trường chứng khoán này về lãi suất này và về lạm phát này thì tất cả người được hỏi đều trả lời đều nghĩ rằng những cái thứ này nó sẽ tăng đó cả lãi suất cả lạm phát và cả uh, thị trường chứng khoán thì nói chung là đây chỉ là một cái khảo sát về niềm tin người tiêu dùng thôi. Xin nghĩ rằng là cái 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 cảm nhận của người dân về uh, những cái này thì nó sẽ không quan trọng bằng cái cảm nhận về thị trường tiêu dùng nói chung. Đó. Uh, thì sau cái báo cáo này được đi ra thì lãi suất trái phiếu đẩy một cách cực kỳ cực kỳ mạnh mẽ và chúng ta đã chạm đỉnh và vào đầu giờ sáng ngay lập tức uh, đẩy liên tục và chạm đỉnh vào bốn. Uh, đây là lãi suất trái phiếu 10 năm đẩy chạm là 4,339% thì đây là cái mức cao nhất kể từ đầu tháng 7 với thậm chí là cuối tháng 6 cho đến bây giờ. Uhm, đây là cái mức mà xin nghĩ rằng là có thể nói rằng thị trường đã bắt đầu thị trường và các cổ phiếu nhỏ nói chung gần như là các cổ phiếu nhỏ nói chung là ngay lập tức để ý và gãy à, chỉ có riêng chỉ có riêng cái khối mắc 7 tức là các cổ phiếu lớn là vẫn tiếp tục đi tiếp thì ship có nói ship sẽ giải thích lại cái này một cái rất là kỹ nhiều người rất là vẫn là tự hỏi đó chính là tại sao lãi suất trái phiếu lại ảnh hưởng đến cổ phiếu đúng không thì có hai lý do, lý do đầu tiên đó, đó chính là lãi suất trái phiếu là mức lãi suất sàn của tất cả các khoản vay cùng thời hạn. Nói một cách đơn giản, đó là nếu như ship phải quyết định cho bạn vay cho mọi người vay uh, và cho chính phủ Mỹ vay trong cùng một khoảng thời gian 30 năm cùng mức lãi suất thì tất nhiên là ship sẽ phải cho chính phủ mỹ vay tiền rồi tại vì chính phủ mỹ là gần như không có rủi ro họ có tín dụng rất là tốt trong khi đó thì bạn thì có khả năng phá sản vân vân nên là ship nghĩ rằng là nếu như bạn muốn vay tiền thì bạn sẽ phải cho ship một cái khoản tiền nào đó cao hơn cái mức lãi suất mà ship có thể nhận được từ chính phủ mỹ để mà ship chấp nhận cái rủi ro đó nên chính vì thế thì lãi suất trái phiếu của chính phủ mỹ là mức lãi suất sàn cho những cái khoản vay cùng thời hạn đó À, nên chính vì thế khi lãi suất đi lên thì lãi suất cho vay ô tô, lãi suất cho vay doanh nghiệp, lãi suất cho vay nhà, lãi suất cho vay mở rộng sản xuất kinh doanh vân vân đều đi lên và điều này đồng nghĩa việc là doanh nghiệp sẽ khó vay vốn hơn hoặc phải thậm chí phải vay vốn chấp nhận vay vốn với mức lãi suất cao hơn và cái này sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái công ty nhỏ mà cần sử dụng nợ à, những cái công ty lớn như này khi mà họ có rất là nhiều tiền và thật thật họ không có quan tâm thật sự là họ không có quan tâm bởi vì là họ đâu có cần phải vay đâu thậm chí họ còn cho vay nữa đó còn tiền thì thật sự là mấy công ty này đâu có thiếu đâu nên là nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến những cái công ty lớn như này, những công ty nhỏ thì sẽ bị ảnh hưởng. Một cái lý do thứ hai nữa đó chính là cái cách mà nhà đầu tư định giá cổ phiếu. À, giả sử một cái đơn giản đi, đó chính là nếu như nhà đầu tư nghĩ rằng một cổ phiếu nào đó có thể tăng 20% trong vòng 5 năm tới. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại thì lãi suất trái phiếu lại đang ở mức 5%. Điều này đồng nghĩa là trong vòng 5 năm thì mặc người ta có thể kiếm được là 25% đúng không tức là nhiều hơn cả mức cổ phiếu rồi à, và điều này đồng nghĩa việc là thay vì họ đi mua cổ phiếu thì họ sẽ đi mua trái phiếu đó tức là khi mà họ định giá khi mà nhà đầu tư định giá bất cứ một cổ phiếu nào thì họ sẽ bắt đầu họ discount tức là họ trừ đi cái phần mà họ nghĩ rằng họ có thể kiếm được từ lãi suất trái phiếu và nhiều lúc người trừ đi thêm cả cái inflation nữa cả mức lạm phát nữa đó nên chính vì thế thì cái này nó cũng ảnh hưởng đến cái mức uh, cái mức gọi là cái cảm nhận về mức định giá của nhà đầu tư cái này cũng là một cái cũng rất là quan trọng uh, rồi thì chính vì thế khi mà lãi suất trái phiếu đi lên thì các công ty nhỏ này là coi như thị trường là đều như là gặp vấn đề đúng không? Rồi thì đấy là tất cả đây là tất cả những cái dữ liệu kinh tế mà xin nghĩ rằng là quan trọng nhất trong cái phiên giao dịch ở đầu buổi sáng. Thì ngay sau đó thì SPX bắt đầu di chuyển và bảo vệ được cái level 7 à 5800. Sau khi bảo vệ được cái level 5800 được cái cấu trúc của thị trường về cái bullish bias được duy trì và thị trường bắt đầu tăng trưởng trở lại cho đến buổi trưa. Buổi trưa là một cái phiên đầu giá trái phiếu cực kỳ quan trọng. Đây là phiên đấu giá trái phiếu mà thị trường gần như là không có bất cứ một cái kỳ vọng gì sau khi chúng ta có hơn 100 tỷ đô la tuần vừa rồi của lãi suất trái phiếu 10 năm, 20 năm, 30 năm thất bại. Chúng ta lại tiếp tục có hơn 300 tỷ đô la ngày hôm qua đấu giá trái phiếu cũng gần như là thất bại. Không đến mức gọi là quá là thất bại, nhưng... à xin xin lỗi thật, phải nói thật sự là thất bại. Xin sẽ nói luôn là phiên đấu giá trái phiếu 2 năm và 5 năm ngày hôm qua thật sự là quá là tệ thì đến ngày hôm nay chúng ta có một phiên đấu giá trái phiếu đó chính là 44 tỷ đô của lãi suất của trái phiếu 7 năm thì phiên đấu giá này là phiên đấu giá tốt nhất kể từ trước công việc đến bây giờ đây là một phiên đấu giá mà xin nghĩ rằng là có thể tạo ra một cái sự quay đầu của lãi suất trái phiếu nói chung Uh, xin không biết rằng đây sẽ là một cái đây đây là một phiên có mang tính chất gọi là tính chất là bất ngờ hay là như thế nào nhưng mà thật sự đây là một phiên đầu giá trái phiếu tốt và cụ thể thì chúng ta uh, 7 năm thì nếu các bạn nhìn á thì 7 năm luôn luôn ở một cái vị trí mang tính chất gọi nó nó nói chung là nó khá là ổn um, tức là nó ở giữa cái thời kỳ trung hạn và thời kỳ dài hạn đó nên thường thường cái lãi suất cái, cái 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 trái phiếu 7 năm nó hơi 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 ở giữa như thế và nếu các bạn nhìn vào thì đây sẽ chính là cái khoảng um, cái đây này, cái đường màu màu xanh này này, đúng không? Cái đường màu xanh này này là cái cái khoảng gọi là gì nhỉ? Cái 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 đường cong lợi tức thì các bạn sẽ nhìn thấy đó chính là về lý thuyết đó, lãi suất trái phiếu 7 năm là cái chỗ lãi phiếu đi lên, lãi suất đi lên nhiều nhất từ trước khi phép cắt lãi suất trong tức là trong cái chu kỳ mà tăng tăng lãi suất uh, tăng lợi tức của tất cả cái nhóm trái phiếu dài hạn thì 7 năm là tăng nhiều nhất đó cái khoảng cách này này cái khoảng cách này, này là cái khoảng cách uh, lớn nhất trong cả cái chu kỳ trong tất cả những cái thời hạn này uh, thì lãi suất trái phiếu 7 năm ngày hôm nay uh, chúng ta đi ra và bán đấu giá 44 tỷ đô uh, thì chúng ta có cái mức ra uh, hai yield là 4,25 phần uh, có thể nói rằng đây là một mức rất là tốt và thấp hơn rất là nhiều cái mức uh, 4,235 năm uh, trước đó đó và đặc biệt chúng ta có chính là cái bit to cover cái bit to cover là cái rất là quan trọng bit to cover đó chính là cái tỷ lệ rằng có bao nhiêu tiền muốn mua mỗi một đồng đô la đấu giá trái phiếu thì con số này là từ 2,638 tức là đã rất khá là cao từ phiên trước rồi à, tuy nhiên lên 2,737 đây là cái mức bit to cover cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020 đến bây giờ à, và và nói chung là ngoại trừ cái này thì cả internal tức là cái 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 số lượng cái người mua mang tính chất là cũng cực kỳ cực kỳ solid. Um, tại trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta có um, chúng ta có người người khối ngoại á, tức là các quốc gia nước ngoài lấy về mua về 72% 72% cao hơn cái mức gọi là 70,8% uh, trung bình trong vòng 6 cái đợt. Đầu giá trái phiếu gần đây Và đặc biệt đó chính là các khối, các khối trong nước Khối nội á, lấy 20,6% à, Cũng tăng nhẹ từ 20,3% Nhưng mà nói chung cái quan trọng nhất á, Đó chính là mua hết Ngày hôm qua là các bạn nhớ phiên Phiên 5 năm là rất là nhiều 17% là đem về tức là dealer lấy về, bộ, bộ tài chính lấy về, cầm về không bán được thì ngày hôm nay con số nó chỉ là 7,5% thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2023 nhìn chung phiên đầu giá trái phiếu này là phiên đầu giá trái phiếu cực kỳ tốt cho thấy rằng nhu cầu lại, ít nhất là ở cái khoảng thời hạn 7 năm này là cái nhu cầu đang trở lại à, tuy nhiên đây có phải là một cái sự màn tính chất gọi là một cái sự thay đổi về gọi là cái 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 cảm nhận của thị trường hay không tức là tại thời điểm hiện tại á, thì ship có nói rất là nhiều lần về lãi suất trái phiếu rồi đó là lãi suất trái phiếu di chuyển rất là nhiều theo uh, theo cái tỷ lệ thắng của Donald Trump ok điều đó, và khi mà Trump thắng thì đồng đô la mạnh lên và và lãi suất trái phiếu lãi suất trái phiếu nói chung là tăng đó thì chưa khoan ship chưa nói một điều ship sẽ ship sẽ nói một điều là cái này không phải về chính trị ship nói luôn là cái này ship đang không nói vấn đề chính trị ship đang nói là tại thời điểm hiện tại thị trường chưa có rõ ràng một cái việc đó là liệu trong thứ nhất là liệu trong có thắng được hay không khá là irrational tiếp theo nữa là thật giá tất cả chính sách bây giờ chúng ta vẫn chưa biết là cái con số nó là bao nhiêu giúp chúng ta biết là cái hướng đi nó là như thế nhưng ví dụ là thuế chính xác là anh thuế 20 phần trăm 40 phần trăm hay 60 phần trăm hay là bao nhiêu nên chính vì thế thì xin nghĩ rằng là có một cái cảm nhận rằng thị trường đang pricing rất là nhiều thứ nó hơi quá đó nên chính vì thế thì liệu câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải là cái lúc mà các nhà đầu tư lớn đã bắt đầu đi vào và nhìn thị trường bảo là ok mức lãi suất này là tôi đã chấp nhận được là tôi chịu được thì đây sẽ là cái khoản hợp lý hay không thì xin nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải chờ đến cái phiên giao dịch ngày mai và thêm một cái phiên giao dịch nữa là vào khoảng thứ năm khi mà chúng ta nhìn thấy cái dữ liệu gdp à, thì lúc đó thì chúng ta mới có thể nói là có một cái nhìn rõ ràng hơn về thị trường tình hình thị trường trái phiếu được tuy nhiên thì phiên đấu giá này vẫn là một phiên đấu giá có thể nói là cực kỳ cực kỳ tốt rồi thì ship nghĩ rằng là đây là tất cả những cái dữ liệu về kinh tế vĩ mô nói chung mà ship có trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay uh, ship sẽ nói qua một xíu về uh, một vài cái báo cáo tài chính quan trọng uh, thì có đợi buổi sáng ngày hôm nay thì ship nghĩ rằng có một cái báo cáo tài chính mà mọi người để ý nhiều nhất đó chính là báo cáo tài chính của paypal uh, thì đứng từ góc độ của ship thì ship sẽ không nói nhiều về cái báo cáo này nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì ship có hold paypal Um, ship Việt Hustler có recommend PayPal ship nhớ là khoảng tầm ở cái giá là 60 và ship có nói rất là nhiều về PayPal ở khoảng ừ. đó và đứng từ góc độ của ship thì tại đến bây giờ là khoảng tầm hơn 30 hơn 30 để ship nghĩ rằng là trong cái báo cáo tài chính này khi mà ship nhìn vào cái fundamental của PayPal á, thì ship cảm thấy rằng là PayPal đang tăng trưởng chậm lại một cách rất là rõ rệt và từ cái quý trước qua quý này chúng ta không nhìn thấy nhiều cái sự tăng trưởng nữa nói chung thật sự là ship không nhìn thấy nhiều cái sự tăng trưởng à, giá cổ phiếu paypal thì vẫn được boost lên rất là nhiều tức là điểm sáng đó chính là buyback điểm trừ đó chính là chúng ta không còn không nhìn thấy tăng trưởng tăng trưởng ở đây tức là có tăng trưởng nhưng mà tăng trưởng một con số tức là một phần trăm năm phần trăm hai phần trăm ba phần trăm bốn phần trăm chứ không phải là tăng trưởng sáu bảy thậm chí là gọi là hai 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 single digit tức là nó có hai cụm từ là low single digit là tầm 1 đến 5 và hai single digit là từ 5 đến 10 đúng không 5 đến 9 xin xin lỗi thì thật sự là mình chỉ thấy là lâu sinh của đích chuyện nên là ở với cái giá tại thời điểm hiện tại uh, và với cái báo cáo tài chính này thì ship sẽ nói luôn là ship cảm thấy rằng paypal đang hơi hơi thiên tiến về cái mức nó gọi là uh, fair value chưa phải gọi là over nhưng mà fair value nói là ăn được value thì cũng không phải nữa đúng không đó thì ship sẽ chỉ chỉ đơn giản là ship nói như thế thôi tuần trước ngày thứ sáu thì ship cũng có review mọi người đúng không ship có review và ship có nói về cái uh, Chip, mọi người có nhớ là ship còn nói về AAL ship vẫn vẫn rất là thích AAL nha à, 10% kể từ cái 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 review về um, earning của ship thì ship nghĩ rằng là tại thời điểm hiện tại ship vẫn nghĩ rằng là ship có nhiều người hỏi nên là ship sẽ nói là ship vẫn thích AAL nhưng mà ship sẽ không có nói nhiều về Stop lot về 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 ship chỉ nói là ship thích báo cáo tài chính nào hay không thôi à, một cái tiếp theo báo cáo tài chính tiếp theo đó chính là báo cáo tài chính buổi chiều ngày hôm nay của Google thì nhìn chung thì Google không phải là một cổ phiếu mà ship thích ship có giải thích rất là nhiều về cái lý do tại sao Sip không thích Google rồi đúng không à, Tuy nhiên thì báo cáo tài chính này thật sự là một cái báo cáo tài chính mà suy nghĩ rằng mang tính chất là rất là tốt một trong những cái quan trọng nhất, gần như là cái báo cáo tài chính này mang tính chất là blow out report luôn đó tức là cái, cái báo cáo tài chính này thật sự rất là tốt, chứ không phải là tốt rất rất là tốt luôn đó, đó. À, Tăng trưởng doanh thu của Google cao à, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và thậm chí là cao hơn cái mức mong đợi 2 tỷ đô đó, đây, đây là một cái mức mà có thể nói là rất là nhiều um, doanh thu của mảng cloud là cái thứ mà thị trường quan tâm nhiều nhất thị thật sự là thị trường quan tâm nhiều nhất đến cái mảng cloud đây là cái mảng mà có thể nói phát triển và tăng trưởng là nhanh nhất thì revenue của mảng cloud này tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái lên 11,4 tỷ và đặc biệt đó chính là cái margin của mảng này được cải thiện về 17%. trăm. Uh, YouTube của Google cũng tăng trưởng tăng 12% uh, đến từ doanh thu đến từ quảng cáo lên 8,9 tỷ đô la. Thì nói chung là đây là một cái báo cáo mà thể chất gọi là tốt của Google. Tuy nhiên thì ship nghĩ rằng là nếu mà nói là ship có mua Google hay không hay như thế nào thì ship vẫn nghĩ là ship sẽ giữ giữ cái quan điểm là ship vẫn cảm thấy là ship vẫn có những cái mà ship chưa chưa thích cho lắm. Uh, tức là ship còn nói trong tất cả những công ty mà mắt bảy á từng nói trên stream cái công ty duy nhất mà ship còn cảm thấy là rất là nhiều tiềm năng và ship cảm thấy là rất là um, rất là ship sẽ rất là thích. đó chỉ có amazon thôi, nó chỉ có amazon. Đó. thì yes đây là google. nói chung là báo cáo tài chính rất là tốt, uh, cực kỳ tuyệt vời. tuy nhiên là có một vài điểm thì ship sẽ không thích google nên ship vẫn sẽ không mua. nhưng mà nhìn chung đây là một báo cáo tài chính tốt và cái mảng cloud của google đang phát triển nhanh hơn dự tính rất là nhiều. Um, sau cái báo cáo tài chính này thì chúng ta đến cái báo cáo tài chính nữa mà buổi chiều một thị trường rất là quan tâm đó là báo cáo tài chính của AMD thì nhìn chung á AMD gãy sau khi ra báo cáo tài chính nhưng mà đứng từ góc độ của ship thì ship cảm thấy rằng cái báo cáo tài chính này là một báo cáo tài chính không hẳn là xấu nó nó không có tốt nhưng thật sự nó không hẳn là xấu chỉ một cái, ship nghĩ rằng một cái rất là quan trọng đó chính là um, thật sự một cái vấn đề lớn nhất của AMD đó chưa cải thiện được cái operating margin cái R&D, uh, R&D cost tại thời điểm hiện tại nó vẫn còn quá lớn và vẫn đang tiếp tục chi khá là nhiều capex. Uh, nói chung, um, revenue tăng trưởng tuyệt vời, không vấn đề gì cả. Gần như là inline, gần như là inline, beat 110, 110 triệu thì đối với ship là gần như nó là inline, không có gì cả. Uh, lợi nhuận cũng gần như là inline, 0,92 đô trên một xe. Um, tuy nhiên được, được bị một cái nữa là nó, nó revenue guidance này, đó cắt cái tăng trưởng về doanh thu đi khoảng tầm 50 triệu từ nói chung là xuống 7,5 thì thật sự ship phải nói thật nha 50 triệu nó không nó không hẳn là một con số lớn ship sẽ phải nói thật nó còn chưa được một phần trăm của cái của cái revenue guidance nữa nên ship sẽ nói luôn 50 triệu nó không phải là một con số lớn à, tuy nhiên thì cái cổ phiếu này ship nghĩ rằng là cổ phiếu AMD là một cổ phiếu mà được thị trường kỳ vọng rất là nhiều những cái con AI bây giờ cái các bạn khi các bạn nghĩ về thị trường các bạn phải nghĩ về cái góc độ đó chính là fear and expectation đúng không lo sợ và kỳ vọng thì những cái cổ phiếu Semiconductor được kỳ vọng quá là lớn khi mà tất cả những cái người ở bên trong cái này trong các những công ty khác peer nó gọi là peer cùng uh, cùng nâng cùng nâng dự báo nâng uh, nâng tăng trưởng các thứ này kia mà AMD nó lại cắt dù là nhỏ thôi và thậm chí là cái báo cáo tài chính của nó chỉ inline thôi không có được gọi là beat ạ thì xin nghĩ rằng là cái cái chuyện mà cổ phiếu này pullback là điều khá là bình thường uh, đây là đây là cái biên độ dao động biến động trên thị trường bình thường thôi đó ship không có hầu bất cứ một cái position nào của semiconductor ship nói luôn ship không có hầu bất cứ một cổ phiếu position nào của semiconductor cả chỉ có một hai cổ phiếu semiconductor mà ship cảm thấy là ship thích uh, nhưng mà nó sẽ ít liên quan đến AI những cổ phiếu mà ship thích thì nó mang tính chất là nó đi về những cái truyền thống kiểu như là router, switchboard các thứ này kia hơn nó không liên quan đến AI quá là nhiều đó. cũng làm nhưng mà cũng làm semiconductor còn nhé ok Uh, rồi thì uh, sau cái báo cáo tài chính này còn một cái nữa của Visa thì Visa có một cái báo cáo tài chính thật sự là 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 khá là tốt cho thấy cái sự tăng trưởng uh, Visa là một cổ phiếu ship rất là thích ship rất là chờ và kỳ vọng là Visa ngày hôm nay nó sẽ gãy để mà mình có thể áp được tuy nhiên cuối cùng là nó không có gãy hơi buồn tuy nhiên không sao hết rồi um... rồi thì uh, phần tiếp theo nói qua một xíu về cái tin tức mà ship nghĩ rằng là uh, một tin tức chính trị mà ship nghĩ rằng là nhận được nhiều sự quan tâm Uh, vào ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay Thì đó chính là Jeff giờ Sau khi mà um, Tức là sẽ có, sorry mọi người Dành cho những ai không biết Thì trong suốt một khoảng thời gian từ năm 80 đến bây giờ Thì uh, các báo chí và đặc biệt Đó chính là Washington Post Luôn luôn có endorse một uh, candidate Dành cho cuộc bầu cử tổng thống uh, Tuy nhiên thì vào năm nay Thì tờ Washington Post uh, quyết định là Không có endorse cái candidate nào cả uh, Bởi vì thường thường Washington Post Là một tờ báo mang tính chất khá là khá là nghiêng về hướng dân chủ nên chính vì thế thì các thành viên và đặc biệt là các người viết báo, các nhà báo của Washington Post uh, đã chuẩn bị để endorse Kamala Harris rồi. Tuy nhiên cái người mà dừng không cho phép cái tờ báo này endorse bất cứ một cái candidate nào uh, đó chính là Jeff Bezos là CEO của uh, Jeff Bezos, là CEO founder của Amazon và cũng là người chủ sở hữu của Washington Post. Uh, thì sau ngay sau khi cái chuyện này xảy ra thì ngay sau khi cái chuyện này xảy ra thì rất là nhiều rất là nhiều người đã cancel Washington Post tất nhiên rồi mặc dù thật sự cái con số cái số lượng về cancellation đó ship nghĩ rằng là không quá là quan trọng với Jeff Bezos nhưng mà có khoảng tầm uh, 8% tám phần trăm số subscriber của Washington Post là đã đã cancel cái tờ báo này um, không chỉ có vậy thì không chỉ có vậy thì một phần ba editorial board tức là cái ban biên tập đó, đó ban biên tập um, của Washington Post cũng đã chính thức um, cũng đã chính thức uh, nghỉ nghỉ resign từ chức cùng với rất là nhiều nhà báo thì những tưởng rằng cái cái áp lực đó sẽ giúp sẽ làm cho uh, Jeff Bezos quay thay đổi thay đổi cái nhìn của mình và thay đổi quyết định của mình. Tuy nhiên thì không. Um, Jeff Bezos gần như là double down trong cái quyết định đó của mình và ngay lập tức thì tối ngày hôm qua thì Jeff Bezos uh, Jeff Bezos có viết một cái bài viết chính tay tức là chính tay Jeff Bezos viết một cái bài viết uh, đó ở trên Washington Post đó chính là um, tại sao người dân Mỹ không còn tin vào báo chí nữa? Ờ, bởi chính Jeff Bezos viết thì Ship nghĩ rằng là những cái luận điểm của Bezos đã được Ship nói khá là nhiều ở trên uh, YouTube channel của Ship rồi. Um, có một cái mà Ship nghĩ rằng là một cái điều mà chúng ta không thể phủ nhận được đó chính là báo chí và đặc biệt là cả uh, báo chí tức là nhà báo nói chung uh, và media nói chung uh, khá là lean on the left, khá là đi, khá là lean on the on the left side về bên phía. Uh, về bên phía bên thật sự ship không biết có cái từ tả hữu cánh tả và cánh hữu nhưng mà thật sự là ship không có không có biết là cái từ cái từ tả và hữu nó diễn tả bên đảng nào nên ship sẽ nói là lean on the left và một trong những cái lý do cũng quan trọng nữa đó chính là phần lớn là cái higher education higher institution đó, uh, cũng lean on the left nhiều hơn thì nên là sau khi mà cái bezos viết cái này ra thì chúng ta tiếp tục nhận được một cái tin nữa đó là bezos đã quay trở về và thay vì Uh, nói chuyện với những người mà có từ chức ở trong Washington Post thì đã yêu cầu cái tờ báo Washington Post này um, thuê nhiều conservative writer tức là những cái người nhà báo mà có cái tư tưởng mang tính chất là là bảo thủ tức là conservative hơn bên phía conservative hơn um, thì thì xin nghĩ rằng là đây là một cái đây là một cái sự thay đổi khá là khá là đáng khá là đáng quý và đã khá là đáng quan trọng uh, mà nếu như các bạn nếu như các bạn không biết thì có một cái mà ship cũng mới biết đó chính là cái người editor at large là cái biên tập viên chính của um, tờ báo Washington Post này chính là chồng của Victoria Nuland thì Victoria Nuland là một trong những người đứng đẳng, ship sẽ nói luôn Victoria Nuland này uh, là một trong những người không phải thuộc đảng phái nào Victoria Nuland đã là Under Secretary của bên uh, bộ quốc phòng mỹ là một người một trong những người rất là đứng đầu trong cái chính sách về interventionism nói chung là tức là can thiệp bằng quân sự Uh, trên khắp thế giới của chính phủ mỹ trong rất là nhiều thời kỳ trong rất là nhiều rất là nhiều các uh, chính quyền uh, và và bá là người cảm giác như kiểu là đứng đằng sau đó, john Bolton thì mang tính chất gọi là gọi là nói nhiều hơn đứng, đứng ra ngoài nói là bộ mặt hơn nhưng mà victoria nuland là người gần như là đứng đứng đằng sau behind the scene khá là nhiều thì chồng của victoria nuland chính là người chính là editor at large của um, của Washington Post nên sim nghĩ rằng đây là một cái sự thay đổi mà um, xin nghĩ rằng là khá là mang tính chất là tích cực và có thể nói rằng sẽ sẽ restore khá là nhiều um, cái sự tin tưởng của mọi người đặc biệt là dành cho tờ Washington Post và có vẻ như là um, Jeff Bezos tại thời điểm hiện tại là có thể sẽ quay trở về và sau một thời gian gần như là không có, sau một thời gian chỉ có hưởng thụ, đi chơi, uh, party, tiệc tùng uh, Thì có vẻ như là Jeff Bezos đang có muốn quay trở về và làm một cái dự án gì đó thì chúng ta sẽ cùng để coi Thì đây, xin nghĩ rằng là đây là cái câu chuyện mà được mọi người để ý nhiều nhất vào buổi tối ngày hôm qua uh, Tuy nhiên tin tức chính trị khác cũng được để ý khá là nhiều Đó là những cái tin tức liên quan đến uh, chính trị À, vào buổi sáng thì nói chung là đây là ngày cuối cùng để uh, vote để bỏ phiếu ở Pennsylvania nên là xin hy vọng rằng những ai ở Pennsylvania thì uh, nên đi vote ngày hôm nay đó thế thôi uh, rồi vậy thì đây là tất cả những cái tin tức mà xin nghĩ rằng là quan trọng nhất trong cái tin tức quan trọng nhất trong cái video ngày hôm nay thật ra có một cái tin nữa mà nhiều người nói về đó là cái vụ mà trên sóng truyền hình CNN ngày hôm qua tuy nhiên là cái chuyện đó là chuyện của CNN nên mình sẽ không có với Medi Hasan nên là nếu như bạn nào mà uh, muốn coi thì có thể lên lên X coi cái đó. Uh, ngoài ra thì uh, thêm một cái nữa đó chính là có vẻ sắp tới thì chúng ta sẽ có một buổi phỏng vấn tiếp theo của Joe Rogan một buổi podcast tiếp theo của Joe Rogan uh, với cả JD Vance tức là phó tổng thống um, trên cái ticket của Trump uh, Kamala Harris thì đã đã từ chối rồi tức là thật ra Kamala Harris không có từ chối nhưng mà Kamala Harris yêu cầu là Joe Rogan phải đi đến DC đi đến DC để làm cái buổi podcast đó và chỉ làm một tiếng thay vì ba tiếng uh, giống như Trump hay những người khác nên chính vì thế thì Joe Rogan uh, có nói chung là rất là respectfully, rất là từ chối một cách rất là rất là kính rất là kính trọng từ chối và nói rằng nếu như muốn làm podcast ở ở trong cái này ở trong cái show này thì chỉ có một cách đó là đến đến Austin Uh, ở trong cái studio và làm trong vòng 3 tiếng thôi thì có vẻ như chúng ta sẽ không nhìn thấy một cái buổi podcast giữa Joe Rogan và Kamala Harris uh, Rồi, vậy thì tiếp theo và cái cuối cùng nữa đó chính là cảm nhận của Steve về thị trường nói chung đúng không? Đây là ngày hôm nay là đây là tất cả những tin tức rồi À, có một tin cuối cùng, Steve xin lỗi quên mất nãy quên nói đó là tin tức liên quan đến chiến tranh và chính trị um, thì một trong những cái đó là ngày hôm nay thì uh, giá dầu có vẻ như là có một chút gọi là động tĩnh đi xuống vào đầu buổi sáng bởi vì cái cái chiến tranh ở khu vực trung đông uh, một chút update đó chính là ngày hôm qua thì uh, ngày hôm qua sau khi tưởng chừng lại không có vấn đề gì thì israel và uh, israel và iran lại tiếp tục uh, nói qua nói lại với nhau Um, nói qua đó nó lại bảo là sẵn sàng sẽ um, sẵn sàng sẽ 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 đáp trả rồi Israel đáp trả rồi Iran đáp trả vân vân nhưng mà cuối cùng là tất cả vẫn ship đứng từ góc độ ship thì ship vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ đó là ship nghĩ rằng là đây là chỉ nói thôi và chúng ta sẽ bắt đầu đi đến một cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn gọi là giảm căng thẳng ở khu vực Trung Đông. Um, bên cạnh đó thì ngày hôm ngày buổi sáng ngày hôm nay thì Hamas cũng bắt đầu đi ra đúng không người phát ngôn của Hamas cũng đi ra và cho biết rằng tổ chức này đã sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn và một trong những cái điều kiện quan trọng nhất đó chính là Israel sẽ rút ra khỏi giải Gaza à, tuy nhiên thì đứng góc độ của ship thì ship không nghĩ rằng có một cái lý do gì để Israel chấp nhận cái thỏa thuận này cả nên là chúng mặc dù rất là nhiều bên và bản thân chính quyền của tổng thống Joe Biden đang rất là cố gắng uh, để tìm ra một cái thỏa thuận ngừng bắn tuy nhiên thì chúng ta ship nghĩ rằng là cái căng thẳng sẽ chỉ ở khu vực Uh, giải Gaza đã thôi và maybe ở Lebanon vân vân nhưng mà sẽ không có sẽ không có một thỏa thuận ngừng thỏa thuận xin xin lỗi không có một thỏa thuận hòa bình nhưng phải thỏa thuận ngừng bắn xin xin lỗi thỏa thuận hòa bình diễn ra ít nhất trong vòng một tuần tới đấy là cái mà ship suy nghĩ uh, rồi vậy thì đây là tất cả những cái tin tức diễn ra trên thị trường quan trọng nhất trên thị trường ngày hôm nay vậy thì còn uh, Vậy thì còn thị trường thì sao? Cảm nhận của Ship về góc độ về thị trường, sự dịch chuyển trên thị trường thì như thế nào? Um, thì một trong những cái mà Ship nghĩ rằng là quan trọng nhất mà chúng ta nhìn thấy trên thị trường ngày hôm nay đó chính là cái 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 môi trường, cái môi trường thanh khoản. Nói chung thì vào buổi sáng ngày hôm nay thì có thể nói rằng NQ di chuyển một cách khá là khá là khó chịu ngay từ đầu buổi sáng. Đây là một ngày mà Ship nghĩ rằng là Ship có khá là nhiều sai lầm trong cái chuyện... Uh, khá là nhiều sai lầm trong cái chuyện trade um, trade trade future và giữa ngày á thì tốt hơn rất là nhiều ship thật sự nên chính vì thế ship mới nói là bởi vì thật ra là ship stream thôi còn thường thường cái giờ mà ship trade nhiều nhất là, là tốt nhất là sau 10 giờ với cả qua giờ trưa thì thường thường là cái lúc đó thì mình 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 trade nhiều hơn um, thì vào buổi sáng ngày hôm nay thì nó sẽ hơi khó chịu đó là buổi sáng thì ship hit target rồi đúng không ship trade high trade ship hit target rồi nhưng mà ship đánh giá nhầm cái ảnh hưởng của cái tin tức lúc 9 giờ này các bạn nhìn này cái lúc 9 giờ khi mà nó ra new này có một cái khoảng từ khoảng 9 giờ đây hai cái cây này giật lên giật xuống như có một cái khoảng này này đó gần như là là không có volume di chuyển nhẹ nhàng toàn đầu chỉ giật lên giật xuống thế là cứ bị mà bị uh, trip stop loss liên tục coi như là bị trip bị gãy stop loss liên tục uh, nên là gần như là return lại hết nên cuối cùng rất là may là ngày hôm nay sau đó đến buổi chiều thì đến buổi chiều thì cuối cùng là vẫn xanh đỡ hơn rất là nhiều uh, nhưng mà yeah, nhưng mà ngày hôm nay thì không phải là một ngày quá là tốt dành cho future mặc dù khi mà nhìn cái range nó dài á, nhìn rộng ra ấy, thì thị trường nó di chuyển một chiều nhưng mà nếu như các bạn nhìn vào nhìn vào bên trong ấy, thì các bạn sẽ thấy là nhìn này. toàn đâu gì giật lên giật xuống trip hết stop loss xong rồi mà. đó nhưng mà không sao cả, rất là may mắn là ship vẫn là trade phan uh, cao nên là bởi vì ship trade funded cao đấy gần như là không có vấn đề gì hết thì các bạn nhớ rằng tại thời điểm hiện tại chỉ còn hai ngày nữa thôi là Apex đã kết thúc cái giảm giá 80% này rồi. Uh, 80 chỉ có là 40 đô trong một tài khoản và 85 đô khi các bạn kích hoạt cái tài khoản tiền thật thì um, cái link referral thì ship vẫn để ở trên đây Ok, cái link referral của ship là ship vẫn để ở trên đây thì các bạn um, các bạn cứ sử dụng cái link referral của ship và nhớ bỏ cái code shiplay 2024 để được cái mức giảm giá cao nhất. À, ngoài ra thì dành cho những ai đến từ Việt Nam thì ship biết rằng là nhiều bạn từ Việt Nam có một cái vấn đề đó là link tài khoản PayPal và gặp vấn đề à, thì có một cái đó là các bạn thử check có một vài người đã làm được thì các bạn thử check xem là cái 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 gì nhỉ cái um cái thẻ của các bạn thẻ ngân hàng của các bạn đã mở thanh toán quốc tế hay chưa uh, thì họ sẽ cho sử dụng PayPal tài khoản PayPal để trả tiền cho Bill thì cái ship sẽ quay trở về và đăng cái video hướng dẫn về cách sử dụng Bill ở trên này thì bạn nào quan tâm thì có thể sử dụng uh, sử dụng bill nóc đến từ Việt Nam để trade được funder cao và nhắc lại đó chính là funder cao cũng trade được vàng và dầu nha đó vàng và dầu nhưng mà ship khuyên thì khi các bạn trade vàng và dầu á thì các bạn đừng có trade uh, trade cái contract gọi là bình thường micro bình thường các bạn trade trade contract mini thôi tức là MCL và MGC thôi để mà các bạn trade được cái sóng dài hơn á các bạn trade cái sóng dài hơn chứ trade cái sóng ngắn thì thì cái contract kia nó thường thường là ship thấy không đủ volume để trade sóng ngắn và trade contract to ok đó rồi thì cái cái thị trường ngày hôm nay ship cảm thấy như nào Đầu tiên là vào buổi sáng ngày hôm nay thì SPX vẫn tiếp tục duy trì được cái level 5800. À, uhm, đây là một cái mà xin nghĩ rằng là ship hơi miss, hơi tiếc trong cái chuyện đó chính là ship không có chặn đuôi ở cái level này mà dù ship nói về cái level 5800 rất là nhiều nên là ship hy vọng là bạn nào nếu như bạn nào như trade theo cái level của ship thì hy vọng là các bạn có thể kiếm được tiền. Uhm, thì cái level 800 này là một level rất là quan trọng và với cái việc sáng ngày hôm nay SPX giữ được cái level này thì thị trường vẫn tiếp tục duy trì được cái uh, được cái bullish bias nói chung. Uhm, thì ở trên cái level 5800 á thì gần như là khô là làm chủ thị trường và thị trường vẫn sẽ có một cái xu hướng đó là trôi về hướng cái khô to đùng ở cái level 6000 này um, Tuy nhiên thì xin cũng sẽ nhắc lại một điều đó là tất cả cấu trúc trên thị trường tại thời điểm hiện tại không có bất cứ một cái nghĩa lý gì chỉ cần nếu như có bất cứ một cái tin tức hoặc báo cáo tài chính xấu nào của một công ty lớn đi ra và nó có thể hủy hết tất cả những cái cấu trúc này uhm, tuy nhiên cái, nên chính vì vậy cái lời khuyên mà xin dành cho mọi người đó là mọi người vẫn nên cẩn thận nếu như mọi người có thể né trade được hai tuần tuần này và tuần sau thì cái đấy là điều mà xin nghĩ rằng là tốt nhất uhm, tại thời điểm hiện tại thì Sip sẽ thiên về thiên về mọi người đó là lựa chọn những cái cổ phiếu mà mà mọi người có khả năng mà nó IA ER, mà báo cáo tài chính nó gãy á xong rồi mà mọi người cảm thấy nó tốt và sau đó mọi người mọi người hold long term thì nó sẽ ấy hơn. Nếu mà thấy cái nào để ship có recommend ví dụ như hôm 6 ship có recommend AAA chẳng hạn đúng không? Thì tầm này là khoảng tầm 10% thì nói chung là nếu các bạn thích các bạn cứ set stop loss break even. Các bạn nhớ trade với ship hoặc là nghe từ ship có một cái mà ship rất là quan trọng mà ship muốn nói mọi người rất là nhiều đó cứ nhớ là cái gì cũng phải có stop loss và đặc biệt là stop loss break even. Ok. Đó, cái đấy là cái quan trọng nhất. Rồi và thêm một cái nữa đó chính là cái tiếp theo nữa đó là cái 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 thị trường hiện tại thì nó tốt sẽ như thế nào thì một trong những cái rất là quan trọng đó chính là ở trong cái môi trường hiện tại á thì chúng ta còn một cái nữa mà chúng ta để ý đó là hôm hôm nay này thì có rất nhiều người nói chuyện với ship về vấn đề về um, về vix nói chung đúng không thì ship có dành khá là nhiều thời gian để giải, giải thích buổi sáng tuy nhiên là ship sẽ không có đi sâu vào cái này nữa ship sẽ chỉ nói một cái quan trọng cực kỳ đó chính là tại thời điểm hiện tại á và trước hôm vừa rồi ship cũng có nói đó là tại thời điểm hiện tại thì cái VIX tức là cái cái cảm nhận về biên độ giao động của thị trường của nhà đầu tư nói, nói chung cái suy nghĩ về biên độ giao động uh, Đang ở kỳ vọng, đang ở trên mức rất là cao so với cái biên độ giao động thực Tức là thị trường nghĩ rằng là thị, thị trường nghĩ rằng SPX sẽ phải giật lên giật xuống nhiều hơn Nhưng mà thật ra thì nó cứ đi sideway hoài Và chính vì thế thì kể cả chúng ta không có nhiều put trên thị trường nói chung tại thì là chúng ta không có không không hề có nhiều uh, có nhiều nhu cầu hết và put trên thị trường uh, nhưng mà chúng ta vẫn có chứ không phải là không và khi mà cái vol cái vix vol cái vix đi xuống á thì điều đồng nghĩa việc là cái nó làm giảm và nó compress cái ảnh hưởng của những cái dòng negative gamma và nó lại tạo làm cho thị trường gần như kiểu là trượt trượt lên á. đó trượt lên cứ trôi trôi về cái level năm nghìn sáu nghìn sáu nghìn Uh, đấy là nếu như SPX duy trì được ở trên cái level 5800 thì nói chung là với cái môi trường này các bạn nhìn thấy, với cái chart này thì tất nhiên tất cả mọi người sẽ đều đồng ý được đó chính là sell option uh, sell option là lợi thế thì thật sự xin nghĩ rằng là trong suốt một quãng thời gian là hơn một tuần vừa qua thì uh, nói chung là sell option rất là ok đứng đứng ship là option seller mà khi mà cái 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 biên độ dao động expectation nó cao hơn uh, nó cao hơn biên độ dao động thực cái này thì tất nhiên là Seller ăn hết gần như thị trường sideways mà nhưng mà à, đây vẫn sẽ là hai tuần mà ship nghĩ rằng là ship cũng sẽ chiu chiu lại một xíu. ship nghĩ rằng là ship sẽ từ từ nhẹ nhàng chiu chiu lại một xíu Đó, chúng ta có khá là nhiều rủi ro có thể xảy ra à, rồi thì nếu như bạn nào quan tâm và muốn theo ship làm option seller thì cứ nhớ là các vẫn ship vẫn có cái lớp cái link đăng ký cái lớp option seller ship sẽ bắt đầu vào thứ năm tuần sau à, các bạn cứ đọc qua thông tin nếu các bạn cảm thấy phù hợp thì cứ để lại thông tin liên lạc và ship sẽ gọi cho mọi người Ok rồi uh, thì đây là tất cả những cái gì mà ship muốn gửi đến mọi người trong cái video ngày hôm nay mọi người nhớ là ship vẫn sẽ livestream hàng ngày 15 phút trước khi thị trường mở cửa uh, vào 8 giờ 15 hàng ngày ok rồi cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo bye bye mọi người